Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan một số trại dê của đồng bào ấp Chăm nha các bạn. Mình thấy bà con ấp Chăm chăn nuôi dê cũng rất là nhiều các bạn ơi. Hôm nay mình thăm cái trại dê này thì anh cũng mới nuôi các bạn. Dê chỗ mình thì nó không có đẹp lắm đâu, nhưng mà nó cũng vừa vừa nên giá cả nó cũng rất là bình dân các bạn ơi, phù hợp với lại bà con ở cái vùng nông thôn như chỗ mình đây. Hôm nay ông anh ông đang làm thêm cái chuồng dê các bạn ơi. Anh nuôi dê lâu chưa anh? Cũng mới nuôi mà 3 tháng mấy, 3 tháng rồi. Mới nuôi 3 tháng. Nuôi này 3 tháng. Cái chuồng này là anh nuôi dê bỏ béo hả? Đó nó cứng quá ha. Thử đóng. Cái đó. Y như mà chung nó phải đông. Con băng ngoài phàn á. Cây rừng. Cây rừng. Cây này nó tên gì anh? Cây tên cây ngát. Nước tiêu cái gì á? Cây tây nghe đó. Cây gì á? Cây này đúng nhìn chắc thịt. Chắc lắm, cây này chắc lắm. Sàn chuồng bằng bạch đàn hết hay? Cái sàn bạch đàn không à? À bạch đàn này nó được lâu. Tính ra cái vạt dưới này với cưa mấy lá kèo với đống vạt dưới này không là giờ chuồng tôi như đây là hết 2 khối cây. Hai khối cây này anh mua bao nhiêu tiền? Tôi mua cái khối sau này là nó tới 1 khối 3 triệu rồi. Cây bự không anh? Cây cũng giòn giòn rồi, tôi không thích cây bự. Ủa sao vậy? Cây bạch đằng cây giòn giòn à, cây bự quá nó giòn. À vậy hả? À, chẳng thà cây bạch đằng mua cây giòn giòn thôi, đừng mua à mua cây lớn gì vừa thôi. Cây thấy lớn như vậy anh mua về anh ba cái nẹp này đóng rồi nó gãy. À vậy hả? Mua gì nó gãy, nó giòn hết rồi. Không có chắc ăn cả, nếu mà cây non non á được. Tôi mua 4 cây từ trước, tính ra có 4 cây mà tôi mua có 1 triệu 2 nó đi 1 khối cây. 4 cây 1 khối hả? Ừ, 4 cây đi 1 khối cây. Mà tôi mua có 1 triệu 2 à, cây đứng á. Kêu mấy anh cưa đi cưa, kêu thằng cháu đi cưa lại. Đi hạ xuống. Rồi nó ăn rẻ. Rồi mấy con nai của anh bắt về đã đẻ được lứa nào chưa? Chưa mới có đẻ nhiều, mới có chữa sắp đẻ hết rồi. Là bữa bắt về thế này mới có 3 tháng mấy thôi hả? À, mới 3 tháng. Là mấy này cũng có bầu hết rồi ha? Có bầu hết luôn rồi. Sắp đẻ hết rồi. À. Sắp đẻ rồi, mấy con này gì cũng căng sữa là anh cứ bỏ đầy máng rồi chứ không có giờ giấc gì hả? Không có giờ giấc. Cho anh tẹt ra luôn. Cho anh tẹt ra luôn. Giống mình ra giống với mình ít nữa đó. À. Lấy về cho ăn thoải mái.
Cái này anh bắt hết bầy này là bao nhiêu tiền thôi? Nó ra bắt hết bầy này từ khoảng gần 40 triệu. Gần 40 hả? Ba mấy triệu. Có cái này đẻ, cái đó đẻ. À. Còn mấy con này to không? Có bầu hết rồi. Bầu hết luôn rồi hả? À. Còn con này chưa được. Là chưa mua được phải không? Nói ra anh em ở trong này toàn toàn là mượn qua mượn lại không à. À. Có đừng con được mượn đại xóm luôn. Ai có được thì cứ mượn qua, mượn lại, mượn lại, mượn qua cái chợ. Thế hả? Dạ. Anh lúc trước anh có nuôi con gì không? Lúc khi anh chưa nuôi dê đó. Lúc trước thì nó ra thì cũng có nuôi bò nhưng mà sau này bò đó thì dẹp bò đấy dẹp rẫy. Rồi sau này dẹp giờ rẫy thì đi qua mình đi qua Campuchia đó. À. Làm không được. À. Ấp Chăm mình thấy em thấy cái phong trào chăn nuôi cũng mạnh ha. Dạ. Trâu bò cũng nhiều ha. Nhưng mà thời gian gần đây chắc là con dê nó phát triển mạnh hơn ha. Dạ. Con dê tại vì thấy trước mắt là con dê nó phát triển hơn, nó dựng dễ bán hơn. À. Dê nó dễ bán cái chỗ này nó ra thì mua vô cân ký đó mình. Vô cân ký đi vô cân ký đi. Giờ mà người ta muốn mua chi dê nuôi thì nó hơi mắc hơn chút. Dạ. Thì 1.4-1.5. Còn dê thịt già quá thì bán 100. Ừ. 95-100 gì đó. Cái lá mì này là anh chỉ phơi sơ sơ này thôi hả? Dạ. Cái này là mì tai đỏ hay? Mì tai đỏ, mì giống lộn xộn của mà. À, ở mình đây được cái nhờ cái nguồn lá mì này nhiều ha. À, nguồn lá mì không. Nuôi dê cũng đỡ. Nói ra trong ấp này dân nuôi dê này đa số là lá mì nhiều hơn cỏ. Chắc cỏ thì 10 người thì chắc cỏ một cái nhà thôi, trồng ít thôi. À. Trồng chỉ một miếng để cho thủ vậy thôi. Ừ. Ngoài ra là dê mà lá không đi bẻ lá không. Dạ. Thế anh thấy lần nó đi bẻ hay một dây xe lôi không y hình như xe lửa vậy đó. Vậy hả? Đi theo đít nhơ rồi nè. tập đoàn đi bẻ lá. Dạ. Đi đó ai mà nhổ mà mì nào mà nhổ được 2 mẫu hen. 5-6 dàn công hen. Anh thấy nó đi rồi coi. Y hình như xe lửa luôn thấy chở giao thông nó cùng cười để luôn. À. Trời mới nuôi giờ làm sao đông cái mang xấu rồi. Tại vì mình từ nào giờ tôi đâu có nuôi cái này, tôi nuôi bò không chứ đâu, giờ chuồng bò đó tôi dẹp bò. À là lúc trước anh có nuôi bò hả? Tôi nuôi bò 8 con rồi. À. Bây giờ tôi dẹp bò tôi nuôi dê lại. Trước anh nuôi bò đực hay bò đẻ? Bò đẻ luôn. Bò đẻ luôn. À, nuôi bò nó không có lợi nhuận hay sao mà anh lại chuyển qua dê? Lời mà nó nhiều quá mình cái tại vì cái mình không có đất trồng cỏ thì nó hơi mệt. À bò nó phải đi cắt cỏ phê ha. Cắt cỏ suốt cứ ngày nào cũng đi cắt ngày xe lôi. Từ khi anh chuyển qua dê anh thấy nó có nhẹ hơn tí nào? Nó cũng vậy. Cũng vậy hả? Tại vì biết sao giờ nhiêu đây cứ hai xe lôi cứ ăn 2 ngày sạch hả? Lá. Ừ. Nó đỡ bò chứ bò mỗi ngày còn này một ngày cắt ở nhà không mà mình ngày. Nếu mà mình muốn dân lá thì phải đi hai mỗi ngày. Ừ. Đặng mình vô mình đủ bỏ vô bao. Này là vỏ mì nha các bạn. Cái đó phơi để cho nó ăn về. À, cái này dê ăn chắc cũng béo lắm hả chị? Cái đó là dê ăn thì béo. À, mì này ngon rồi. Có lá nữa, lá này phơi hơi khô ha. Khô quá thì trữ được lâu nhưng mà nó hao. Nó giòn nó rụng từ lứa. Tại cái lá này đi lấy nó có khô, khô sẵn á, chứ không phải cái dê mà vùng mình ăn lá mì mà uống cái nước muối là tuyệt vời luôn. Béo lắm. Em muối kìa. Dạ. Em là lúc nào cũng có uống nước muối hết á.